Và cô, mình chào các bạn, mình là Phạm Lê Minh Quân. Năm nay mình 9 tuổi, mình học ở lớp 4A8, trường tiểu học Lê Lợi. Mình sống ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hôm nay mình sẽ thuyết trình sản phẩm Basket Cat. Khi nhấn vào lá cờ xanh thì mình phải đi di chuyển nhân vật robot. Nếu như mà chạm vào rồng thì mình sẽ bị thua. Rồi. Này mình to Mỗi lắm. khi ăn được một con Scratch Cat thì mình sẽ được cộng 2 điểm. Mình cần phải di chuyển cẩn thận để không chạm con rồng. Nếu chạm con rồng là mình sẽ bị thua. Khi mà lên được 50 điểm thì mình sẽ giành chiến thắng. Đây là khối lệnh giúp cho con robot di chuyển được, gồm có khi bấm vào lá cờ xanh đi đến điểm XY, liên tục di chuyển 10 bước hướng về phía đối tượng con trỏ chuột. Con cảm ơn cô, mình cảm ơn các bạn đang nghe mình thuyết trình ạ. Ok, cô cảm ơn phần nói thuyết trình của bạn Minh Quân.